Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, hệ thống mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, qua đó vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của thành phố, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ mặt trận tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Hải Châu. Trong giai đoạn 2017-2022, đội ngũ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn thành phố đã trực tiếp và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để chuyển tải toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đến các khu dân cư, hộ gia đình và từng cá nhân thông qua các mô hình, cách thức khác nhau, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Thì được chi bộ giao nhiệm vụ trưởng ban công tác mặt trận, người đảng là người đảng viên thì mình phải cố gắng để mà hoàn thành những nhiệm vụ chi bộ giao, không để bà con nào mà coi như đói kém. Cái gì có gì là chúng tôi đều quanh bàn trong cấp ủy hỗ trợ về cái kế sinh nhai, ngoài cái một chế độ của phường thì còn cái hỗ trợ của khu dân cư. Thông qua đội ngũ cán bộ cơ sở, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động tiêu biểu như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cả nước chung tay vì người nghèo, sống tốt đời đẹp đạo, sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phát huy được tinh thần tự quản, sức sáng tạo, vai trò làm chủ của người dân. Vai trò vị trí của ban tổ mặt trận của khu dân cư nó rất là quan trọng. Trước hết là phải tìm người để mà hoạt động thế nào, mặt trận thế nào để cho phù hợp với chức năng, chủ yếu là để đóng góp cho cái đại đoàn kết từ khu dân cư. Mà đại đoàn kết thì mình nói thì dễ, nhưng mình làm thế nào để bà con thương yêu đùm bọc nhau này là một việc thực tế. Mới đây, khi thực hiện chủ trương lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc tập hợp ý kiến của người dân tại các khu dân cư. Thông qua kênh mặt trận, các kiến nghị đề xuất cũng được tổng hợp kịp thời. Cái luật đất đai sửa đổi mà lần này ban hành, lần này mà đưa ra người dân, thì người dân rất là phấn khởi. Người dân rất mừng là được tiếp cận với những cái điều chi tiết mà cái luật đất đai sửa đổi năm 2013 đưa ra, thì người ta đưa ra một số ý kiến mà chung quanh những vấn đề mà làm sao để đảm bảo cái đời sống cho người dân. Không chỉ vậy, thời gian qua cán bộ mặt trận ở cơ sở đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội ở khu dân cư. Trong năm 2022, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã tổ chức 54 cuộc phản biện xã hội liên quan đến các dự án, chương trình, kế hoạch với nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Các cuộc phản biện xã hội của mặt trận các cấp được tổ chức đảm bảo các nội dung theo quy trình, có sự đầu tư, nghiên cứu và tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, ban tư vấn. Các ý kiến đề xuất sau phản biện được tổng hợp đầy đủ, chất lượng, kịp thời gửi đến cơ quan được phản biện xã hội biết, tiếp thu, điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.